Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với câu chuyện về năm bậc hiền mẫu nổi tiếng thời xưa. Kính thưa quý vị, để đào tạo ra những người con tài năng thì không thể không kể đến công lao to lớn của những bậc làm cha làm mẹ và những người thầy. Trong lịch sử, có những người mẹ mà ý chí và tinh thần của họ còn mạnh mẽ và kiêu hùng, có phần hơn cả bậc nam tử Hán đại trượng phu. Nhờ vào ý chí bất khuất đó mà những người mẹ ấy đã đào tạo nên những người con vĩ đại và để lại những câu chuyện lưu danh kim cổ. Trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Ý Nghĩa Sống xin chia sẻ đến quý vị câu chuyện về năm bậc hiền mẫu, đó là mẹ của Khổng Tử, mẹ của Mạnh Tử, mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm và mẹ của Vương Lăng, mẹ của Từ Thứ. Rất mong chương trình sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Năm bậc hiền mẫu nổi tiếng thời xưa: Nhan Trưng Tài, Khổng Mẫu, mẹ của Khổng Tử. Theo Đông Chu Liệt Quốc, Khổng Tử là con của Quan Đại Phu Thúc Lưng Ngột và bà Nhan Trưng Tài. Chuyện kể rằng, Quan Đại Phu Thúc Lưng Ngột trước lấy con gái họ Thu nước Lỗ, sinh toàn con gái, không có con trai. Người thiếp của Thúc Lưng Ngột sinh được một người con trai là Mạnh Bì thì lại có tật ở chân, thành ra tàn phế. Thúc Lưng Ngột là người nghiêm khắc, lúc ấy đã cao tuổi nhưng vẫn cất công sang nhà họ Nhan để hỏi vợ. Nhà họ Nhan có 5 cô con gái, duy nhất có bà Nhan Trưng Tài có khí chất và đức hạnh hơn hẳn những người khác. Khi người cha hỏi, các con có ai thuận kết duyên với Quan Đại Phu ở Châu Ấp đó không? Các cô con gái đều không trả lời, duy chỉ có người con gái út là Nhan Trưng Tài đứng dậy mà thưa rằng, thưa cha, phép làm con gái, khi ở nhà phải theo lời cha, cha đặt đâu con xin ngồi đấy. Trưng Tài kết duyên với Thúc Lưng Ngột, rồi vợ chồng lo về sự hiếm hoi, cùng nhau vào lễ cầu tự ở núi Ni Sơn. Sau này vì thế mà Khổng Tử có tên là Khổng Trọng Ni. Khi Trưng Tài trèo lên núi thì cây lá đều dựng vươn lên cả. Khi làm lễ xong trở xuống thì cây lá lại rủ xuống như cũ. Bà Trưng Tài nằm mơ thấy nhiều điềm lành, mơ thấy thần Hắc Đế bảo rằng sau này nàng sẽ sinh được con thánh, nhưng khi nào lâm sản nên vào ở trong không tang. Sau giấc mộng ấy, bà Trưng Tài mang thai. Trong quá trình mang thai, bà nằm mơ thấy nhiều điều kỳ diệu khác. Bà Trưng Tài lại sinh Khổng Tử có tướng lạ, môi như môi trâu, tay như tay hổ, vai như vai chim uyên, lưng như lưng rùa, miệng rộng, hầu lộ, trán phẳng mà cao. Khổng Tử ra đời chưa được bao lâu thì ông Thúc Lưng Ngột tạ thế. Tương truyền từ một số tài liệu, Khổng Mẫu sau đó đã đưa Khổng Tử về nhà mẹ đẻ của bà tại Khúc Phụ, được gọi là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của nước Lỗ lúc bấy giờ. Khổng Mẫu là con gái của gia đình trí thức, nên bà luôn coi trọng việc dạy dỗ đào tạo con mình. Bản thân bà cũng là người học rộng hiểu nhiều, giàu kiến thức và đức hạnh. Nhà Khổng Mẫu cách Tông Phủ không xa, cho nên mỗi lần có nghi thức tế lễ, Khổng Mẫu đều tìm cách để con trai mình được chứng kiến và học hỏi. Khổng Tử chẳng bao lâu đã thuộc lòng các nghi thức tế lễ, dâng hương, tế rượu, hành lễ, đọc lời cầu chúc. Điều này đã có ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh quan của cậu bé Khổng Trọng Ni lúc bấy giờ, định hình nên nhân cách của cậu sau này. Khổng Mẫu luôn cẩn thận, tạo điều kiện tốt nhất cho con mình được học tập và giáo dục nhân cách. Mẹ Khổng Tử còn dành hẳn một gian trong căn nhà ba gian của mình để làm thư phòng dạy cho con học. Khổng Mẫu còn soạn lại những cuốn sách hay mà cha bà để lại. Sau đó, bà mở lớp thu nhận học trò nhỏ tuổi để vừa cho con có bạn học mà bà vừa có thêm thù lao trang trải cuộc sống. Khổng Mẫu vừa dạy chữ, dạy hát, vừa dạy nghi thức lễ tiết và đạo đức làm người. Bà bắt đầu dạy Khổng Tử học chữ khi con 5 tuổi. Khi Khổng Tử lên 10 tuổi thì đã hoàn thành toàn bộ khóa học của bà. Sau đó bà cho con đến ngôi trường tốt nhất trong thành để học thi thư lễ nhạc. Cứ thế hai mẹ con Khổng Tử nương tựa nhau để mưu sinh và học tập. Năm Khổng Tử 17 tuổi thì mẹ Khổng Tử qua đời, khi đó bà khoảng 35 tuổi. Ý Nghĩa Sống cho rằng mặc dù Khổng Mẫu qua đời khi còn rất trẻ, nhưng những lời dạy dỗ của Khổng Mẫu và cuộc đời thanh bạch của bà luôn là niềm cảm hứng để Khổng Tử không ngừng tu dưỡng học hỏi mỗi ngày. Khổng Tử sau này trở thành bậc trị quốc nổi danh, nhà sáng lập Nho giáo, thu nạp đào tạo nên nhiều đệ tử tài năng giúp đời, và ông đã trở thành bậc thánh nhân như mong mỏi của Khổng Mẫu.
Khổng Mẫu là tấm gương cho tinh thần hiếu học, ý chí quyết tâm của bậc trí giả và tấm lòng hết mực yêu thương con của người mẹ. Trương Thị, Mạnh Mẫu. Mạnh Tử là một bậc hiền triết uyên thâm lỗi lạc. Ông sinh ra sau khoảng 107 năm, tính từ lúc Khổng Tử tạ thế. Ông tôn vinh Khổng giáo và phản biện những trường phái tư tưởng khác thời bấy giờ như Pháp gia, Tăng gia, Mặc gia. Mạnh Tử nổi tiếng với hạo nhiên chi khí khi đưa ra quan điểm dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, lấy dân làm gốc. Mạnh Tử được hậu thế tôn vinh làm Á Thánh Nho giáo sau Khổng Tử. Câu chuyện về mẹ Mạnh Tử, còn gọi là Mạnh Mẫu, đã trở thành câu chuyện nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc về cách dạy con thành tài. Trong Tam Tự Kinh có nói đến, tích Mạnh Mẫu, trạch lân sử, tự bất học, đoạn ki trữ. Theo đó, điển tích mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà để cho con môi trường tốt nhất để sống và học tập. Đồng thời, tích Mạnh Mẫu cắt vải là để giáo dục con phải học tập tới nơi, tới chốn, tới cùng thì mới mong có thành quả. Theo Liệt Nữ truyện, Mẫu Nghi truyện, Mạnh Tử sớm mồ côi cha và chịu sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ ông là bà Trương Thị. Lúc đầu, hai mẹ con Mạnh Tử sống ở gần nghĩa trang. Mạnh Mẫu giật mình khi thấy con mình thường nô đùa với chúng bạn, bắt chước những cảnh tượng diễn ra ở đây như đào đất, khóc lóc. Mạnh Mẫu bèn chuyển nhà đến một khu phố gần chợ. Tại đây, bà thấy con mình lại cùng chúng bạn chơi trò mua bán. Bà cho rằng nơi này không phải là chỗ ở của con ta, nên lại chuyển nhà đến gần một ngôi trường. Đến đây bà mới an lòng và bảo, đây mới là chỗ ở của con ta. Tại đây Mạnh Tử thường thấy các học trò cắp sách đến trường, kính thầy mến bạn, cư xử lễ nghi nên ông cũng tập trung vào việc học. Tương truyền có một lần Mạnh Tử trốn học về sớm, mẹ Mạnh Tử rất giận. Mạnh Mẫu bèn cắt phăng tấm vải vừa dệt xong và nói, con bỏ bê việc học hành thì cũng giống như mẹ cắt đứt tấm vải này. Người có đức học hành cốt tạo được thanh danh, học hành là để tăng thêm kiến thức cho mình. Vì thế ngày thường họ có thể bình yên vô sự, khi làm việc thì có thể tránh được tai họa. Nếu bây giờ con bỏ bê việc học hành thì không những không làm được việc gì mà còn khó tránh được tai họa đó. Mạnh Tử nghe xong thì bừng tỉnh ngộ. Từ đó ông sớm tối chăm chỉ học hành, theo học thầy Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử, học lục thư, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư số và trở thành học giả nổi tiếng. Không chỉ chu đáo trong việc chọn nơi sống, chọn trường học, dạy con điều hay lẽ phải, mẹ Mạnh Tử còn dạy dỗ nhân cách của con rất cẩn thận. Ý nghĩa sớm cho rằng cả mẹ của Khổng Tử và mẹ của Mạnh Tử đều coi trọng việc giáo dục con cái từ khi còn nhỏ. Vì đó là giai đoạn trẻ hình thành nên nhân cách, là giai đoạn trẻ bắt đầu khám phá thế giới. Nên những chi tiết nhỏ như việc kết bạn, môi trường sống xung quanh, những điều trẻ nghe, những điều trẻ được dạy đều sẽ tác động vào tâm thức sau này của trẻ. Khổng Mẫu và Mạnh Mẫu đều đã làm rất tốt điều này, nên chính ý chí quyết tâm của hai bậc hiền mẫu này đã đào tạo nên hai bậc thánh nhân lưu danh kim cổ. Có quan điểm rằng, 8 tuổi là lúc trẻ đã định hình nên nhân cách của mình, cho nên bậc làm cha mẹ càng phải chú trọng bồi dưỡng tình cảm, nhận thức những điều hay lẽ phải cho trẻ trong giai đoạn này. Nhữ Thị Thục, Trình Mẫu, mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nếu như Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi danh nước Việt ta với danh hiệu là Trạng Trình, Trình Quốc Công, Bạch Vân Am cư sĩ, Tuyết Giang phu tử, thì mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm còn gọi là Trình Mẫu, tức là bà Nhữ Thị Thục, nổi tiếng với cách dạy con rất đặc biệt. Bà Nhữ Thị Thục sinh năm 1464, mất năm 1549, sinh tại thành phố Hải Phòng. Sinh thời, bà Nhữ Thị Thục là con gái của quan thượng thư bộ hộ tiến sĩ Nguyễn Văn Lang dưới thời vua Lê Thánh Tông. Bà Nhữ Thị Thục là người con gái tài sắc vẹn toàn, học rộng, tài cao, uyên thâm kim cổ. Trình Mẫu là người phụ nữ rất hiếm có trong lịch sử Việt Nam, khi thông minh, quyết đoán, giỏi văn chương kinh sử, lại tinh thông cả dịch lý tướng số, đảm lược, mang chí lớn của bậc đại trượng phu. Bà đã truyền dạy sự ưu tú đó cho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm được đánh giá là chịu sự ảnh hưởng rất lớn của Trình Mẫu từ việc hình thành nhân cách cho đến tri thức văn chương kinh sử cũng như tài năng tinh thông dịch lý tướng số. Khi Nguyễn Bỉnh Khiêm còn nhỏ, đã được Trình Mẫu hát ru bằng những câu dân ca hoặc những vần thơ do bà tự sáng tác. Khi Nguyễn Bỉnh Khiêm lên 4 tuổi, Trình Mẫu đem kinh truyện dạy cho con.
Trình Mẫu có đến hàng trăm bài thơ để dạy con, từ việc chơi bắn bi, chơi diều, đánh cờ, cách làm người. Là người dạy dỗ con về thơ ca, kinh sách. Sau đó, Trình Mẫu còn đồng thời gửi gắm Nguyễn Bỉnh Khiêm cho những nhà nho nổi tiếng đương thời để dạy dỗ. Trình Mẫu quả là người mẹ có trí tuệ trác tuyệt. Có giai thoại kể rằng, bà Nhữ Thị Thục lập gia đình rất muộn vì chưa tìm được người ưng ý. Sau này, khi gặp ông Nguyễn Văn Định là người có tướng sinh quý tử, thì bà mới chịu lấy. Ông Nguyễn Văn Định lúc bấy giờ là một thầy đồ ít tiếng tăm ở huyện Vĩnh Lại thuộc Hải Phòng ngày nay. Bà Nhữ Thị Thục tâm niệm, nếu không lấy được chồng làm thiên tử, thì con bà sinh ra sau này phải làm thiên tử một nước. Cho nên bà đã tính toán chu đáo ngày giờ để con bà sau này có thể làm nên đế nghiệp. Tương truyền, vốn là người tinh thông dịch lý, vào đêm tân hôn, bà Nhữ Thị Thục đã dặn trước với chồng, tức là ông Nguyễn Văn Định, là khi nào trăng lên đến đầu ngọn tre thì mới được động phòng. Nhưng ông Định là động phòng hơi sớm, chưa được giờ tốt nhất. Cho nên dẫu con bà là quý tử, sau này đổ đầu khoa bảng, nhưng không đạt được đến ngôi vị thiên tử. Một hôm Trình Mẫu đi vắng, ông Định ở nhà với con và tình cờ hát Nguyệt treo cung, nguyệt treo cung. Không ngờ Bỉnh Khiêm nhanh nhẩu ứng đối lại ngay, vịn tay tiên, nhẹ nhẹ rung. Khi bà về đến nhà, ông rất tâm đắc kể lại chuyện ấy thì bị bà trách rằng: nuôi con, mong làm vua làm chúa, cớ sao lại mong làm bầy tôi? Nguyệt chỉ bầy tôi. Lại một lần khác, bà dạy Bỉnh Khiêm câu hát Bống bống bang bang, ngày sau con lớn con tựa ngai vàng. Ông Định hoảng sợ, vì nếu triều đình hay được sẽ bị tội khi quân, nên sửa lại rằng bống bống bang bang, ngày sau con lớn con vịn ngai vàng. Nhiều lần như vậy, bà rất bất bình nên bỏ đi, khiến Bỉnh Khiêm lớn lên chỉ được ở cạnh bố. Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn luôn nhớ đến những lời giáo huấn cũng như công lao sinh thành dưỡng dục, dày công dạy dỗ của Trình Mẫu thông qua bài thơ Tựa Bạch Vân Am. Hiện tại, mộ phần của bà Nhữ Thị Thục vẫn được bảo quản nguyên vẹn, nằm bên cạnh mộ phần của song thân của bà, tức vợ chồng quan thượng thư Nhữ Văn Lan. Ý nghĩ sớm cho rằng, bà Nhữ Thị Thục không chỉ là người phụ nữ hiếm có trong lịch sử Việt Nam, với tài tinh thông kim cổ, dịch lý tướng số, mà bà còn là một nhà giáo dục vĩ đại. Bà đã tạo ra một môi trường tri thức bao phủ khắp các hoạt động của con một cách rất tự nhiên và lý thú. Đứa trẻ được tắm mình trong văn chương kinh sử từ ngày còn trong bụng mẹ đến ngày trong nôi, rồi đến các trò chơi, trẻ vừa được chơi vừa được học, làm cho trẻ hiểu rằng thơ ca bắt nguồn từ cuộc sống, thật dễ hiểu và cũng sâu lắng lắm thay. Văn chương không còn là điều xa lạ mà hòa vào đời sống để con trẻ thấy mặt đặt tên, tạo thành thói quen và kích thích sự sáng tạo của con trẻ, điều mà ngay cả thời đại ngày nay cũng ít người làm được. Từ đó nuôi dưỡng tâm hồn, mở mang trí tuệ, tạo thành thói quen, hình thành phẩm cách, tạo thành nền móng định hướng đến tiềm thức của con sau này. Nhờ vậy mà Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ là trạng nguyên, một nhà chính trị lỗi lạc, mà còn là một nhà tiên tri đại tài, một nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Ông còn được suy tôn là Thanh Sơn Đạo Sĩ, còn gọi là Thanh Sơn Chơn Nhơn, là một trong ba vị thánh của đạo Cao Đài. Vương Mẫu, mẹ của Vương Lăng. Hán Sở Diễn Nghĩa mô tả cuộc nói chuyện giữa Hàn Tín, tức Nguyên Soái Phá Sở, và Hán Vương Lưu Bang như sau: thần đi đánh Ngụy, bá vương hay tin nhất định nhân khi Huỳnh Dương bỏ trống mà đến đánh. Trong số các tướng, chỉ có Vương Lăng có thể ủy thác đại sự. Đại vương nên lệnh cho Lăng chặn quân Sở. Người ấy trí dũng vẹn toàn, có thể giữ được vô sự. Lưu Bang hỏi: mẹ Vương Lăng từ lâu đã bị Sở bắt, e rằng Lăng tâm trí không yên, không thể dùng được. Hàn Tín trả lời: mẹ Vương Lăng là người rất hiền, vốn đã có lời di giáo. Vương Lăng chí như vàng đá, không thể lay chuyển. Đại vương nên dùng ngay, mà lấy Trần Bình làm phụ tá. Nếu như có sự hoãn cấp, đại vương nên nghe theo lời bàn của Tử Phòng, thì liệu rằng sẽ không có gì đáng ngại. Vương Lăng quả nhiên là vị tướng tài, chỉ trong một đêm mà tiêu diệt được 3 vạn quân Sở, làm cho Tây Sở Bá Vương Hạng Võ phải lui 30 dặm. Quân Sở bèn cho sứ đến uy hiếp Vương Lăng, nói rằng: lão mẫu của tướng quân nay đã bị bắt đến doanh Sở, muốn được gặp mặt tướng quân. Nếu như tướng quân đến muộn, bá vương sẽ nguy hại đến lão mẫu.
khiến tướng quân thành đứa con bất hiếu, muôn đời còn mắng nhiếc tên tuổi không thôi vậy. Vương Lăng vội vàng đến thưa với Hán Vương rằng: mẹ thần năm nay đã hơn 70 tuổi, đời thần chưa từng hiếu dưỡng mẹ được một ngày, lại khiến mẹ phải chịu liên lụy khổ sở như thế. Nay sứ sở muốn thần tới gặp mẹ. Thần tuy thân ở với sở, nhưng lòng này thực ở bên đại vương, nhất định không vì sở mà ra sức vậy. Sau khi được Trương Lương phân giải, Vương Lăng nghe theo lời khuyên can của Trương Lương, sai sứ Hán đến xem có thực là mẹ Vương Lăng ở doanh sở hay không. Nếu là mẹ Vương Lăng thật, thì Vương Lăng hãy tự mình sang chuộc mẹ về. Khi sứ giả Hán là Thúc Tôn Thông đến, mẹ Vương Lăng nói: Hán Vương là bậc trưởng giả, khoan nhân đại lượng, con tôi theo thờ là đúng chủ rồi, há có thể vì tôi mà thành hai lòng ư? Mong ông nói rõ cho Vương Lăng biết, khá giỏi thờ Hán Vương để sớm lập kỳ công, làm bậc danh thần đời Hán, thì tôi dẫu mất cũng như còn sống vậy. Nói xong, bà tử tiết để quân sở không lợi dụng bà để cản đường con bà nữa. Ý nghĩa sớm cho rằng, bỏ qua những mưu đồ chính trị, chỉ xét tới tình mẫu tử của hai mẹ con Vương Lăng, làm cho chúng ta không khỏi xúc động trước tấm lòng thương con hết mực và tinh thần trượng nghĩa bất khuất của Vương Lão Mẫu. Một người mẹ ngoài 70 tuổi bị rơi vào hang hùm, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn nói những lời nghĩa khí, khiến cho cả quân Hán và quân sở đều kính phục. Nhờ vào cách dạy con đặc biệt này mà Vương Lăng đã tu dưỡng trở thành một vị tướng quân tài giỏi, sau này tiếp tục thăng tiến trở thành hữu thừa tướng của nhà Hán, một trong những khai quốc công thần sáng giá của nhà Hán. Khi đứng trước việc chọn lựa giữa mẹ và sự nghiệp tại Hán, thì Vương Lăng đã không ngần ngại chọn mẹ. Dẫu có bỏ mạng, ông cũng cam lòng, thật là một người con hiếu thảo. Vương Lăng sau này công thành danh toại, nhưng câu chuyện của Vương Lão Mẫu, mẹ Vương Lăng còn nổi tiếng hơn cả tài năng của ông. Câu chuyện này đã lưu danh kim cổ và người đời luôn kính phục, cảm phục đức hạnh cũng như nghĩa khí bất khuất của người mẹ trượng nghĩa ấy. Từ Mẫu, mẹ của Từ Thứ. Từ Thứ nổi danh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa trong vai trò quân sư giúp Lưu Bị giành chiến thắng trong trận Phàn Thành. Cũng chính bởi tài năng thao lược của ông đã phá trận đồ Bát Môn Kim Tỏa của Tào Nhân mà Tào Tháo bằng mọi cách phải có được bậc quân sư này. Tào Tháo nghe theo lời của Trình Dục, bắt mẹ của Từ Thứ, hòng mong Từ Thứ vì mẹ mà chọn phò tá cho Tào Tháo thay vì phò tá cho Lưu Bị. Tào Tháo đối đãi với mẹ của Từ Thứ rất tử tế, rồi bảo Từ Mẫu rằng: ta được biết từ Nguyên Trực, con trai bà, là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Này y ở Tân Giả, giúp tên nghịch thần Lưu Bị phản bội triều đình. Có khác nào viên ngọc quý rơi vào trong vũng bùn, thật là đáng tiếc. Này ta muốn nhờ bà viết thư gọi y về Hứa Đô, ta sẽ tâu lên thiên tử, nhất định y sẽ được trọng thưởng. Rồi sai Tả Hữu lấy nghiên bút giấy mực lại, bảo Từ Mẫu viết thư. Từ Mẫu hỏi: Lưu Bị là người thế nào? Tháo đáp: là một kẻ hèn mọn ở Bái Quận, mạo xưng là Hoàng Thúc, vốn chẳng có tín nghĩa gì, có thể nói ngoài vỏ là người quân tử mà trong ruột là một đứa tiểu nhân. Từ Mẫu đùng đùng nổi giận: người xảo quyệt đến thế là cùng. Từ lâu ta đã biết Huyền Đức là con cháu Trung Sơn Tĩnh Vương, cháu chắc hiếu cảnh hoàng đế. Ông ấy khiêm tốn, quý trọng hiền sĩ, kính cẩn đãi người, tiếng nhân đức lừng lẫy khắp thiên hạ. Từ già đến trẻ, từ kẻ chăn trâu đến người kiếm củi, ai cũng biết ông là một bậc anh hùng đời nay. Con ta phò tá người ấy thật là xứng đáng. Còn ngươi, tuy là tướng nhà Hán, nhưng thực là giặc nhà Hán, lại còn dám bảo Huyền Đức là nghịch thần. Ngươi định đẩy con ta bỏ chỗ sáng vào hang tối, hả chẳng biết nhục lắm sao? Nói xong, Từ Mẫu cầm ngay nghiêng mực bằng đá quẳng vào mặt Tào Tháo. Sau này Trình Dục phỏng theo nét chữ của mẹ Từ Thứ, gọi Từ Thứ về hàng Tào. Từ Thứ quả nhiên vì mẹ mà cáo từ Lưu Bị. Khi về đến Hứa Xương, sau khi cảm tạ Tào Tháo để săn sóc chu đáo cho Từ Mẫu, Từ Thứ vội đến gặp mẹ. Chẳng ngờ Từ Mẫu thất kinh hỏi: con đâm đầu vào chúng này làm gì? Từ Thứ đáp: gần đây con ở Tân Giả thờ ông Lưu Dự Châu, vừa rồi tiếp được thư của mẹ nên cấp tốc phải đến đây. Từ Mẫu giận quá, đập tay xuống bàn mắng rằng: ngươi đã đọc sách nên biết trung hiếu không thể vẹn được cả đôi.
Người há lại không biết Tào Tháo là tên giặc dối trên lừa dưới à? Còn Lưu Huyền Đức, nhân nghĩa lan rộng bốn bể, lại là dòng dõi nhà Hán. Người đã đi theo chính là tìm được chủ rồi. Này chỉ tin một mảnh thư giả, không xét rõ ràng, vội bỏ chỗ sáng, đâm đầu vào hang tối, rước lấy tiếng xấu. Ta còn mặt mũi nào trông thấy ngươi nữa? Thật, ngươi bôi nhọ tổ tông, sống thừa trong khoảng trời đất vậy. Từ Thứ nghe mẹ mắng đến nỗi cứ nằm rạp xuống đất không dám ngẩng mặt lên nữa. Từ Mẫu liền trở vào sau bình phong. Được một lát, người nhà ra báo rằng bà đã tử tiết mà qua đời. Từ Thứ từ bấy giờ không hiến kế gì cho Tào Tháo nữa. Ý nghĩ sống cho rằng Từ Mẫu sinh vào thời loạn lạc, nhưng bà vẫn quyết tâm giữ vững khí tiết của mình, theo đuổi tinh thần nhân nghĩa, giữ lòng trung thành với nhà Hán, giữ gìn tiết hạnh và thanh danh cho tổ tông. Từ Mẫu xứng đáng là hình tượng nữ trung liệt quốc của nhà Hán. Khí chất của bà thông qua màn ứng xử với Tào Tháo thể hiện tinh thần bất khuất, rạch ròi trắng đen, không hợp tác với những gì mà bà cho là bất nhân bất nghĩa. Lời lẽ dạy con của Từ Mẫu vừa sắc bén, rắn rỏi, vừa mạnh mẽ, quyết liệt, đồng thời thể hiện tấm lòng vô hạn của người mẹ khi luôn mong mỏi con mình đi theo đường chính đạo. Cách dạy con của mẹ Từ Thứ có phần cực đoan, bất chấp hy sinh bản thân để giữ gìn tiết tháo cho gia đình theo suy nghĩ của bà. Cũng giống như mẹ Vương Lăng, Từ Mẫu thà hy sinh chứ không muốn cản đường con, chỉ một lòng mong con rời xa chỗ tối đến với chỗ sáng. Tào Tháo mặc dù bị Từ Mẫu đối xử cay nghiệt, nhưng ông vẫn tổ chức hậu sự cho mẹ Từ Thứ rất tử tế và còn trực tiếp tham gia đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ Thứ sau đó quyết định chọn con đường trung lập như một cách sống ẩn dật, không bội ước với Tào Tháo, nhưng cũng không hiến kế gì cho Tào Tháo nữa. Khi Lưu Bị gặp nạn ở Phàn Thành, Từ Thứ được bổ nhiệm làm sứ giả. Ông chọn cách khuyên Lưu Bị dậy trước để tránh được tấn công mạnh mẽ của Tào Tháo. Trong trận Xích Bích, dẫu nhìn thấy kế liên hoàn chiến thuyền thật ra là quỷ kế của Bàn Thống muốn hại Tào Tháo, nhưng Từ Thứ vẫn không can dự vào. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.